Xin chào bà con, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi bàn giao máy xay sắt gạo đơn UN 640 và máy nghiền đơn hai dòng sử dụng điện một pha gia đình, rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Máy sắt gạo tuy nhỏ nhưng năng suất có thể sát được 100 đến 200 kg/h, phù hợp với hộ gia đình. Bà con có thể nhìn thấy là gạo bóc ra cực kỳ đẹp, đều và sạch. Máy hoạt động cực kỳ đơn giản, được bảo hành chính hãng 12 tháng với tuổi thọ máy rất là cao, tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng motor 3 kW, dây đồng. Chúng tôi đang bàn giao và test cho khách hàng. Máy rất phù hợp sử dụng trong các hộ gia đình vừa và nhỏ hay những cửa hàng gạo sạch mà bà con khách có nhu cầu muốn sắt gạo thực tế để lấy gạo sạch an toàn.